Việt Nam có khoảng 4.924 km đường biên giới trên đất liền, tiếp giáp với Trung Quốc, Lào, Campuchia. Đường biên giới đi qua 25 tỉnh của Việt Nam, 2 tỉnh khu tự trị của Trung Quốc, 10 tỉnh của Lào và 10 tỉnh của Campuchia. Tuyến biên giới này được đánh giá là cửa ngõ quan trọng trong giao lưu phát triển kinh tế xã hội giữa các địa phương hai biên giới, giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới và các nước trong khu vực. Trong bối cảnh đầy khó khăn, các tỉnh biên giới, đặc biệt là các khu vực biên giới đã chủ động, tích cực khắc phục, vừa đảm bảo an ninh, quốc phòng, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội. Theo báo cáo tại Hội nghị Phát triển Kinh tế các khu vực biên giới vừa được Bộ Công Thương tổ chức cho thấy, năm 2020, giữa bối cảnh nền kinh tế còn phải đối mặt với nhiều thách thức do dịch bệnh COVID-19 gây ra, nhưng tổng sản phẩm GDP của 24 trên 25 tỉnh biên giới vẫn đạt mức tăng trưởng dương. 15 tỉnh có mức tăng trưởng GDP cao hơn mức tăng bình quân 2,91% của cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tất cả các địa phương biên giới tăng trưởng dương và hầu hết tăng trưởng vượt mức bình quân của cả nước. Trong đó, tính chung 6 tháng đầu năm 2021, 13 trên 25 tỉnh khu vực biên giới có chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng 9,3% của cả nước. Trong những năm qua, các tỉnh biên giới đã thực hiện tốt công tác quản lý cửa khẩu, kịp thời cùng nước bạn điều chỉnh, kéo dài thời gian thông quan ở cửa khẩu hoặc mở thêm lối thông quan để giải phóng hàng nông sản cho cả nước trong những thời điểm ùn tắc ở cửa khẩu. Đến nay, các tỉnh biên giới bước đầu đã hình thành một số hạ tầng quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển công nghiệp và thương mại tại khu vực biên giới, bao gồm các cụm công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, tình hình phát triển kinh tế các khu vực biên giới của Việt Nam vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Công tác quy hoạch đầu tư phát triển các tỉnh biên giới nói chung và khu vực biên giới nói riêng còn nhiều bất cập về chất lượng quy hoạch, thiếu tính dự báo, thiếu căn cứ lập kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới còn nhiều bất cập, chưa có nhiều ưu đãi đột phá nên khó thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Việc chưa kịp thời nâng cấp, mở cửa các cửa khẩu, lối mở biên giới để theo kịp với nhu cầu giao thương giữa các khu vực biên giới và các nước láng giềng cũng là nguyên nhân hạn chế phần nào phát triển kinh tế của khu vực biên giới. Một số địa phương chưa nắm chắc và thực hiện đúng các quy định của chính phủ liên quan đến quản lý cửa khẩu, nên công tác xin phép, triển khai mở mới, nâng cấp cửa khẩu còn mất nhiều thời gian. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương cũng đã thẳng thắn trao đổi, phân tích sâu hơn những khó khăn, tồn tại và trình bày chi tiết, làm rõ hơn kiến nghị, đề xuất của các địa phương nhằm thúc đẩy kinh tế khu vực biên giới phát triển bứt phá trong thời gian tới. Từ thực tiễn hoạt động tại các cửa khẩu Lạng Sơn, chúng tôi nhận thấy một số hạn chế bất cập trong hoạt động thương mại biên giới như sau. Thứ nhất, trong chính sách đối với xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại biên giới Việt Trung còn chưa phù hợp về quy định xuất khẩu hàng hóa với từng cửa khẩu và khu vực biên giới. Việc phân cấp quản lý hoạt động thương mại biên giới cũng chưa gắn kết đồng bộ giữa quyền lợi, quyền hạn và trách nhiệm của các tỉnh có đường biên giới. Quy định về điều kiện đối với thương nhân, chính sách mặt hàng, đặc thù về cửa khẩu, điểm thông quan hàng hóa, phương thức thanh toán cũng còn những điểm chưa cụ thể phân tán ở các văn bản quy luật phạm pháp luật khác nhau. Những chính sách miễn thuế cho cư dân vùng biên giới cũng đã và đang tạo ra lỗ hổng cho tình trạng trốn thuế, buôn lậu. Thứ hai, một số điểm quy định trong chính sách ưu tiên đối với địa phương biên giới của Trung Quốc và Việt Nam ta cũng có ảnh hưởng đến hoạt động thương mại biên giới. Cơ chế đầu tư và thu hút vốn đầu tư phát triển dịch vụ thương mại biên giới còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng của nhiều cửa khẩu chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu đồng bộ, chưa tương xứng với việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng cửa khẩu của phía Trung Quốc, đặc biệt là khu chế biến gia công xuất khẩu ngay tại khu vực biên giới. Quản lý đề xuất hai nội dung thôi. Thứ nhất là quan tâm ủng hộ chủ trương cho tỉnh Quảng Ninh được triển khai thực hiện thí điểm khu xây dựng cái khu kinh tế biên mậu giữa Móng Cái và Đông Hưng của Trung Quốc. Cái đề xuất thứ hai thì trân trọng đề nghị Bộ Công Thương quy hoạch và ủng hộ cho tỉnh Quảng Ninh phát triển các cái khu công nghiệp tại ba địa phương biên giới. Giờ quy hoạch thì cũng còn rất là ít. Thứ nhất là Móng Cái, hai Hải Hà, thứ ba Bình Liêu. Bộ để quy hoạch và bổ sung vào quy hoạch phát triển các cái khu công nghiệp ở đây nhằm để tạo điều kiện thuận lợi cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ để tiếp cận được đất đai để phát triển cái lĩnh vực công nghiệp. Thì tây ninh hiện nay là cái chuyện kiểm tra một lần dừng một lần cửa đó, giống như bộ ngoại giao có ở sở trị chúng tôi đã học tập ở Quảng Trị từ năm 2004, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được, lý do là hai quốc gia hai bên thì chưa biết cái cách này. Nó là một khó khăn, thì có gì các đề nghị công chí trung ương cũng xin xét đánh giá lại để có gì chúng tôi sẽ xem xét để đưa vào tham mưu với ban triển khai này. Thứ hai là trên phòng tuyến biên giới Việt Nam nên Tây Ninh thì có 7 cột mốc mà chưa được xác định biên giới, do đó rất khó khăn cho công tác hoạch định biên giới trên địa bàn tỉnh. Thứ hai là thứ ba nữa là các chỗ cửa khẩu Tân Nam sau khi được công bố chính thức hoạt động thì hiện nay là các hàng quá cảnh vẫn chưa được thực hiện.
Với các kiến nghị của các địa phương, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải và đại diện các đơn vị của Bộ Công Thương đã phản hồi tích cực, trao đổi đối với các kiến nghị của địa phương trên tinh thần đồng hành, hỗ trợ các tỉnh biên giới phát triển. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới ở khu vực biên giới như trình độ phát triển chênh lệch, kinh tế xã hội vùng biên giới còn chậm phát triển so với mặt bằng chung của tỉnh biên giới và cả nước, cơ cấu kinh tế bất hợp lý khi kinh tế nông nghiệp vẫn là chủ đạo, công nghiệp và thương mại dịch vụ nhìn chung kém phát triển, chưa có sản phẩm chủ lực, sức cạnh tranh yếu, thương mại tiểu ngạch vẫn là chủ yếu. Trên cơ sở đánh giá, phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan, cũng như thống nhất các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chỉ ra những tiềm năng, lợi thế của việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế trẻ ở khu vực này là khai thác thị trường hơn 1,5 tỷ dân Trung Quốc, khai thác thị trường ASEAN và thị trường các nước mà Việt Nam là thành viên FTA, đồng thời nhấn mạnh những nhóm giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị đã thống nhất đề xuất với Trung ương và Chính phủ 8 nhóm giải pháp. Thứ nhất là cần phải tập trung xây dựng được cái chiến lược và kế hoạch phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ của các địa phương. Và từ chiến lược phát triển các ngành như vừa nêu thì cần phải sớm được tích hợp vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng tỉnh của mỗi địa phương có chung đường biên giới. Nhóm giải pháp thứ hai là các địa phương đều thống nhất kiến nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu đề xuất được những chính sách đủ mạnh, hấp dẫn và khả thi. Hoặc là các địa phương cũng cần ban hành những cơ chế chính sách của riêng mình để đủ cái sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vào hạ tầng kinh tế xã hội. Nhóm giải pháp thứ ba là cần ưu tiên bố trí phân bổ vốn ngân sách để đầu tư hạ tầng về giao thông, điện, nước, viễn thông và hạ tầng cái thương mại dịch vụ cơ bản. Nhóm giải pháp thứ tư là cần tận dụng tốt hơn quan hệ qua biên giới và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký với các nước để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và để phục vụ cho kinh tế phát triển. Thứ năm, kịp thời và chủ động trong việc nâng cấp, mở mới các cặp cửa khẩu để đáp ứng nhu cầu giao thương của người dân và doanh nghiệp qua chung đường biên giới, phù hợp với các thỏa thuận song phương về biên giới. Nhóm giải pháp thứ sáu là phải tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chính ngạch. Nhóm giải pháp thứ bảy cần có cơ chế chính sách thật hấp dẫn nhằm thu hút các doanh nghiệp công nghiệp lớn cả trong và ngoài nước đầu tư vào khu vực biên giới để tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội vùng biên của mỗi nước, bảo đảm phát triển xanh bền vững với môi trường. Nhóm giải pháp thứ 8 là cần phải tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, tạo môi trường lành mạnh cho thương mại biên giới này phát triển. Về những kiến nghị của địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương đã nhận được hơn 200 kiến nghị rất cụ thể, chi tiết của 25 tỉnh liên quan đến 8 nhóm vấn đề như mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đầu tư hệ thống giao thông, đầu tư hạ tầng thương mại, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, phát triển điện năng, phát triển công nghiệp. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Trung ương để có chủ trương và cơ chế chính sách cụ thể.